Từ khi quen em, anh đã thích chơi liên quân. Vì những lúc combat với nhau, anh thích đánh AD, còn em đi support. Cầm Van Helsing anh bắn hết luôn. Van Helsing 6 phút ngờ hôm anh đang farm, dừng bên team kia ra gánh. Anh bình tĩnh né hết các skill. Thắng bại là tại kỹ năng, thua thì tại số đen thôi. Đừng vội vàng làm chi, chờ team rồi lên combat. Mình cùng chơi liên quân mobile, cầm smartphone anh nghe ta combat. Phối hợp team 5-5 cho hay, là phải ấn ngay chức năng voi chat. Ta cùng nhau đua rank hết đêm, nốt trận này sẽ được lên hàng. Và ta sẽ đứng ở đỉnh cao trên tôi. Mình cùng nhau đi ăn King Kong, chỉ cần cố lên team ta sẽ thắng. Vâng chửi nhau không AFK, đồng lòng với nhau thì ta sẽ thắng. Thắng bại là tại kỹ năng, tiêu diệt rồng để cùng phá chùa. Cùng chung sức chung tay mình sẽ giành chiến thắng. Quadra-kill, Penta-kill, MVP quá cao. Nhiều ngày chơi liên quân mà tôi chỉ ước mơ nhỏ nhoi. Mơ gì là phun tướng với phun hết trang ngọc thôi. Cầm AD đánh chắc kèo, chịu khó farm chứ không vội. Rồi một ngày tôi sẽ được thi đấu đỉnh cao. Mình cùng chơi liên quân mobile, cầm smartphone anh em ta combat. Chơi hợp tin 5-5 cho hay, là phải ấn ngay chức năng voi chat. Chơi ta cùng nhau đua rank hết đêm, chắc chơi trận này sẽ được chơi trang. Và ta sẽ đứng ở đỉnh cao trên tôi. Nào tập trung lên anh em ơi, chỉ cần cố lên team ta sẽ thắng. Mang về 300 chai liên hoan, chỉ cần thế thôi nên hãy cố gắng. Đấu trường huyền thoại dùng kỹ năng, team của mình sẽ cùng chinh phục. Giành chiến thắng vinh quang về cho quê nhà ta. Bắn một phát, bắn hai phát, bắn ba phát rồi 4-5 phát. Triple kill, quadra kill, the penta kill, kill kill. Trong combat ai đẹp trai được như anh, hit and run anh xử lý thật là nhanh. Van Helsing 6 phút GG, mang chiến thắng về cho team của quê nhà. Giành chiến thắng vinh quang về cho quê nhà ta.